Một mười chiếc cáp treo này. Cái này là bánh xe để lăn. Cái này chỉ là cái chỗ bịt thôi. Còn cái này mới là cái cốp để nó quay. Bây giờ bồ rung cái chuông, bồ gõ, lấy cái này gõ vào cái chuông và nó sẽ đi. Khoan đã. Chuông này bố lấy ra bồn đấy. Thôi đi luôn. Cởi cái này gõ. Rồi làm thêm lần nữa đây. Đây nhìn rõ hơn này. Bố cũng dịch ra đây. Đây. Đây chỉ là cái chỗ bịt thôi. Đây là bánh răng để quay. Còn đây là mới là cái khớp để nó quay. Còn cái này là vật nặng. Đúng rồi. Em sẽ gắn nó vào đây. Thôi chắc nhìn như không gắn được. Cái này chỉ là miếng cứng của bộ. Đây, bây giờ mình cho lên. Bố cầm cái đó lên. Bố đang quay phim. Đợi chút mình ạ. Thôi cứ cho nó chạy đi đã. Được chứ mẹ. Rồi, ok. Ok. Dừng video nhá. Ok. Bye bye. Bye bye. À, bà khoan. Sao? Thôi xong. Sao lại. Thôi dừng. Ok, bố tắt video đi.